Ai mà không thích nhấm nháp khoai tây chiên cơ chứ? Người ta thậm chí còn đánh nhau để giành khoai tây. Một số người khác còn điên cuồng hơn. Chúng mình sẵn sàng liều mạng vì vài miếng khoai tây chiên giòn tan. Khoai tây chiên qua giúp bạn hạnh phúc và sáng tạo hơn. Thời tiết hôm nay đẹp quá, ta hãy ăn sáng ngoài trời nha. Nhân viên lau cửa kính chăm chỉ nhất thế giới đã sẵn sàng làm việc rồi đây. Nước lau kính qua, cửa kính sạch bông đến nỗi bạn không nhìn ra. Nhân lúc không ai nhìn thấy, bạn có thể đắm mình vào thú vui tội lỗi. Kẹo bạc hà qua, bạc hà tươi mát khiến bạn ngất ngây. Sữa chua thông thường không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị của ta. Và đôi khi còn phá hỏng một ngày của người qua đường xấu số. Sữa chua qua, 100% vui sữa hữu cơ. Một bữa tiệc vui vẻ cùng bạn bè để lại nhiều dấu vết trên mặt và ngôi nhà của bạn. Giờ thì lấy đâu ra năng lượng để nhanh chóng thoát khỏi đống này đây? Mình có cách rồi. Nước năng lực qua, cung cấp siêu năng lực và thắp sáng cuộc sống của bạn thêm một lần nữa. Khách hàng mới hôm nay là một người cuồng trà thực sự, khó mà đáp ứng được yêu cầu của anh ta đây.
hương vị mới, nỗ lực mới. Không được, lại thất bại rồi. Đồ uống đâu rồi nào? Cà phê qua, ngon hơn 1000 ly trà cộng lại, biến mọi kẻ cuông trà thành dân nghiện cà phê. Những trò đùa ngốc nghếch có thể phá vỡ cân bằng của người điềm tĩnh nhất. Chúng mình có giải pháp. Trà thảo dược qua chạm tới bình yên nội tại và điềm tĩnh cấp độ 80. Có một số khoảnh khắc trong cuộc sống mà bạn muốn sống chậm lại và nhìn đời không vội vã. Ví dụ như khám phá bí mật của ảo thuật gia chuyên nghiệp, tiết lộ chiêu bài lừa đảo, hoặc tưới xăng lên người yêu cũ. Điều khiển qua, một nút bấm trong tầm tay để điều khiển cả thế giới. Bạn có thích những quảng cáo vui nhộn này của chúng mình không? Hãy bình luận xem bạn thích cái nào nhất và muốn cà khịa chương trình quảng cáo nào nhất nha. Còn nữa, đừng quên theo dõi kênh, bấm like cho video và nhấn nút quả chuông nữa nha.
đừng bỏ lỡ những video kỳ thú khác trên Qua Motion.